Tiêu Dao Ngự Phong thì giờ mạnh lắm anh em. Cô thấy Tiêu Dao Ngự Phong mạnh. Không biết cái chung nữa. Rồi đẹp rồi. Chơi này là đẹp rồi. Thằng này không biết là à bắt đầu auto. Ồ, nó tí đẹp rồi nè. Đây người chơi. Người chơi. Này mình phải liệu nó luôn chứ chơi gặp cái bàn như vậy mình không giết nó hồi nó cũng giết mình à. Này không có quái luôn trời, phải chưa, đó người chơi á. Hai khu không có quái luôn, phải chưa. Hên là có mang cái phòng thủ cũng đỡ. À, Tiêu Dao bên gió lâm 1 hả? Tiêu Dao bên gió lâm 1 vẫn, cô thấy vẫn được. Tạm được. Nó dạo gần đây thì anh em chơi Tiêu Dao kiếm là nhiều. Mấy ông nói Tiêu Dao kiếm giờ BK thích lắm. Nên mấy ừ hay mẹ rồi, bấm nhầm luôn rồi. Tàn kiếm. Mình không có ngựa luôn mày. Ok. Tiêu Dao bên gió lâm 1 thì cô nghĩ chơi săn boss hoặc chơi vui thì ok. Chứ theo dạng mà chơi đấy solo đồ cũng khó. Tiêu Dao cầm khó solo. Cái thằng auto nó điếm ở chỗ á, là khi mình quăng sình thấy nó đứng im đúng không, một hồi là nó chạy qua chỗ khác. Điếm chỗ đó. Rồi cái lâu lâu nó bị điên là cái đứng này bị lắc á, lắc đồ cái. Mới giết được hai mạng thôi đúng không, giờ kiếm mạng nào đi lẻ lẻ mình giết thêm cái này. Chạy qua đây nè, có này, này có Tiêu Dao, có không, có thằng Tiêu Dao đây rồi. Ok ok. Ồ quên đầu bên lão đấy. Ồ cũng không ai ăn luôn. Ồ, giết nhau à, cắm đầu chạy hết rồi, chưa có ai ăn luôn mà anh em. Nó lên lại kìa, khả năng nó ăn đấy. Đi thôi, kiên nhẫn kìa. À, no, chạy. À, no. Oh. Ăn được rồi. Oh, mình quăng xình nó không loạn nha. Nó quăng xình mình lại cái luôn. Này gắt thế. Anh tính chậm tí. Cái túi cao thôi, cũng không có gì quan trọng. Mình coi coi giờ nó đi đâu. Có hồi máu không? Hai mươi hai tim vậy là treo cũng hơi nhiều. Mình giết mấy tim treo chứ. Má ơi, anh em thấy nó điểm không? Má nó đứng trên ngựa nha. Mình tưởng nó treo nha, xong rồi thức thám mình. Thôi mấy thằng đó là mình nên chạy trước anh em, mình không nên nhây với cái anh ấy, khủng lắm. Nó toàn là dân thứ dữ không à. Hồ máu tí. Chạy. Cần lắm. Mình đây cần lắm. Mà có thằng thiên nhẫn à. Có túi cao à.
Thằng Nhẫn nó cũng lạng lạng đâu đây nè. Hai cục máu. Ồ, nó được mình khống chế, mình không chơi nó được. Kiếm ẩn thân đồ này nọ của mấy anh ấy. Nó lên ảo tưởng chắc lắm. Đầu tiên tặng Thiên Nhẫn. Chưa. Vậy giờ mình liều thôi. Liều chết luôn chứ sao vậy. Hồi sinh. Chạy. Ra đây là lắm đó luôn. Nó cũng đang chờ mình nè. Đó, cũng điểm thúi lắm á anh em. Quăng sình mình đấy. Thấy không? Má thanh niên ẩn thân hơi nhiều đấy. Cũng hơi nhiều ẩn thân đấy. Ô. Ô, ô ô ô. Gì đây? Gì đây? Gì đây? Ôi mình chạy xa nhất có thể anh em ơi. Ghê quá. Ô, chưa hết thời gian ẩn thân nữa mà. Sao nó hiện hình ra luôn rồi kìa. Căng thế nhờ. Trời nó dịch mình luôn. Thanh niên lẻ đấy. Pha đó mình hơi ham á. Pha mình ham á. Vậy chỉ còn mình với nó thôi. Ham mất cái cục hồi sinh. Tại thấy nó hết chiêu rồi. Mà lúc đó mình có nửa cây máu á. Đáng ra mình phải ăn máu vô nữa. Ham pha đó mình ham. Nó ăn được cục máu. Nó bào mình cái một chút peo. Tên bị ít bào kinh thật ấy. À, nó qua này. Con kè bạn này. Nó cũng muốn ăn đó. Nó cũng muốn ăn đó. Mà đâu dễ đâu bạn. Lấy cục hồi sinh của mình nè. Ui. Will you come
Hello Nhân nha. Hello mọi người. Ồ, đang cục máu nè, có cục máu. Ồ, mình giáo luôn. Đấy, nhỏ thế. Ồ, bình tĩnh nào anh trai. Nó đậu qua mình giáo rồi. Ù má. Ôi ôi ôi, chạy chạy chạy. Trời ơi, vãi nồi mình. Mình quýnh nó mà nó không xin nhê mà mình xin nhê thế. Mình xin ba chào thế nhờ. Ôi cắn thế nhờ. Ây da, ây da, cắn quá, cắn quá. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Ăn máu vô. Máu nhiều nhất có thể nào. Còn thiên nhẫn. Chito mày kiếm cái phụ mà thạch ba nó đẹp. Ồ có cục này hay quá. Ồ cẩn thận luôn nè, đẹp này. Bốn tim. Chạy mất tiêu. À còn tiêu dao. Mưa sắp đóng. Mưa đóng rồi. Con tiêu dao. Cũng tàn hình đấy. Hai tim. Thằng bị gãy rồi. Oh yeah, mày há bưởi, mày há bưởi. Và nếu thích video này, các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực
kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube, chỉ cần vài thao tác nhỏ nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ Cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ Cua để Cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.